Thời gian qua, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số trong cả hoạt động quản lý, điều hành và thụ lý giải quyết án. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của tòa án. Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc một chiếc điện thoại có kết nối mạng Internet, thẩm phán của Tòa án Nhân dân các cấp có thể khai thác dữ liệu một cách triệt để, phục vụ công tác chuyên môn thông qua phần mềm trợ lý ảo. Theo đó, sau khi nhập thông tin về tình huống vụ việc, vụ án, ứng dụng sẽ đưa ra phân tích, kết quả tham chiếu được căn cứ trên các quy định của pháp luật. Do vậy, việc sử dụng phần mềm đã giúp cho thẩm phán có thêm căn cứ khoa học để tham khảo nghiên cứu, kết án đúng người đúng tội, không kết án oan và không bỏ lọt tội phạm. Được biết, năm 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp đã triển khai phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán để hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, phân tích, giải quyết vụ án. Nhờ các phần mềm này đã giúp thẩm phán cán bộ tra cứu áp dụng đầy đủ chính xác cho vụ việc cụ thể, đồng thời hướng dẫn thẩm phán thực hiện tố tụng đúng trình tự và đưa ra các phán quyết quyết định đúng bản chất sự việc. Sau khi có phần mềm trợ lý ảo, việc mã hóa được thực hiện rất là nhanh chóng, rút ngắn rất nhiều thời gian cho thẩm phán. Phần mềm trợ lý ảo còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi nghiệp vụ. Tại đây, các thẩm phán thư ký có thể đưa ra các tình huống pháp lý, đưa ra các căn cứ lập luận và giải pháp và tham khảo các tình huống pháp lý đó. Qua sử dụng phần mềm trợ lý ảo thì các thẩm phán có thể nghiên cứu các bản án đã được giải quyết trước để đưa ra những tình huống áp dụng trong từng vụ việc cụ thể của bản án của mình, xem những bản án đó có trùng hợp hay không, có thể áp dụng được hay không để đưa ra những căn cứ đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định. Cùng với việc sử dụng phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, thực hiện nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được trên 113 phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự dân sự, hành chính, có tình tiết, tính chất đơn giản. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, việc tổ chức những phiên tòa trực tuyến đã giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho các đương sự, người có liên quan, các cơ quan tham gia tố tụng và công tác tổ chức. Đặc biệt đã hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn trong công tác dẫn giải bị cáo trong các vụ án hình sự đến tòa án, đồng thời hạn chế rủi ro trong công tác bảo vệ phiên tòa của các lực lượng chức năng. Tòa án thành phố Thanh Hóa là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tòa án tỉnh Thanh Hóa tổ chức cái phiên tòa này. Thì chúng tôi đã thực hiện rất là nghiêm túc. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến trên thực tế nó mang lại rất nhiều cái ý nghĩa và lợi ích thiết thực. Nó giảm cái chi phí này, giảm thời gian này và đồng thời là nó cũng tạo điều kiện cho cái việc các hoạt động tố tụng được thuận lợi hơn. Để nâng cao hiệu quả xét xử, Tòa Nhân dân hai cấp kết hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thực hiện áp dụng trình chiếu chứng cứ trong các phiên tòa, từ đó phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ nguy hiểm mà bị cáo gây ra. Việc tiến hành số hóa hồ sơ vụ án, công bố các tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đã góp phần nâng cao tính thuyết phục đối với những người tham gia tố tụng, tiết kiệm chi phí in ấn, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ mà không làm giảm giá trị pháp lý của tài liệu gốc theo thời gian. Sau mỗi phiên tòa, bản án được tuyên, Tòa án Nhân dân hai cấp đều cập nhật lên trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tỉnh. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ việc áp dụng phần mềm văn bản và điều hành trong Tòa án Nhân dân hai cấp như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đăng ký chứng thư số cho các phần mềm nội bộ dùng chung cho Tòa án Nhân dân hai cấp, phần mềm quản lý hoạt động tố tụng, phần mềm quay vụ án ngẫu nhiên, đồng thời tăng cường quản lý án, số hóa hồ sơ, tài liệu và nâng cao hiệu quả quản lý đối với thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch, góp phần xây dựng tòa án điện tử. Thực hiện số hóa của tòa án thì nó góp phần, thứ nhất, nó đẩy nhanh được cái tiến độ giải quyết xét xử các loại án và cái tính chính xác kịp thời của nó rất là cao. Thứ hai là nó tạo cho cái công tác quản lý điều hành trong công việc xử lý các vụ việc được nhanh chóng và kịp thời. Có thể thấy rằng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành tòa án đã tạo được tính minh bạch công khai trong các hoạt động tố tụng. Tuy nhiên hiện nay, Tòa án Nhân dân hai cấp đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn nhân lực, phục vụ dịch vụ công, nhất là lực lượng tại bộ phận hành chính tư pháp. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu do thiết bị cấu hình thấp. Vì vậy, để từng bước xây dựng tòa án điện tử,
thì ứng dụng công nghệ thông tin là việc làm cần ưu tiên hàng đầu của ngành tòa án để từng bước nâng cao hiệu quả xét xử trong thời gian tới.